Con em mày đâu? Tôi không biết, nó không có nhà. Tôi là người lịch sự, đòi nợ văn minh, cho nên ấy bảo em cô mau chóng trả tiền cho tôi. Sâu có sao không? Đừng sợ nhá. Ê này, sâu đâu rồi? Tôi bán nó rồi. Cái gì? Sao mày lại bán nó? Mày biết nó quan trọng với chị như nào không? Chỉ là con chó thôi mà. Tôi mà ăn bán này á, tôi mua cho bà 10 con. Mày điên rồi. Vì một con chó mà bà dám đánh tôi. À, cô em đi đâu đấy? Không được giảm nợ đó chị à? Muốn trộm em gái thì mang tiền đến đây. Không á thì nó về. Ơ chị, mau đi thôi. Đúng rồi. Em đã chuộc lại sâu rồi. Em xin lỗi chị rất nhiều. Chị khỏe chưa? Tôi đến để xin lỗi chị. Chúng ta không thể nào thay đổi ngày hôm qua, nhưng ngày hôm nay vẫn còn cơ hội.